Nhìn cái đâu chứ mày. Sao bữa nay nó dài dữ hiền. Dài cái găng tay. Bây giờ cái chiếc răng chốc ai. Đấy. Kính ra nhổ ông tiều à. Chạy nhanh quá. Mất cầm cái máy này đâu. Đi mất. Gàng toàn máu luôn đó, đẹp đấy chứ. Bữa mình ngồi mình uống nó bấy giờ đấy, đúng không? Gà có tâm cường quá. 800 mày. Ừ. Con nó mất cái kế mới rồi. Tờ lên rồi. Gà mà gà có giặc rồi. Bây giờ kiếm con cỡ ngang ký nhìn số 2 hồ nó rồi. Gà đã kiếm được. Sao coi cánh bên đấy nó bị ấy vậy? Kiểu lúc nó đá nó chui vô mấy con mà đã gì ấy thì hư à, hư cánh đó gãy gãy hai ba nó ra lại không ra vô do nó chưa tới chỗ bứt nó bứt nó ra lại mình gà nó sung nó không thả ra nó gù ra kia. Ủa, cầm lại cái gì? Nâng cái đai nhổ bên này nha. Má đầu dưới. Bên đây đầu dưới. Hàng xem không? Bà cầm lại cho mấy. Sáng mình dụ, đột phá cái dồn xin nó nhổ lít rồng. Rồi. Lại tiếng này không? Ừ, đồ cá à. Ừ. Anh kêu cho đúng bài ạ. Cũng có thời gian nhổ mà xuống là nhổ đã. Là thái đỡ xe trước lòng lách. Đưa nó về nhà và già vợ nó chứ. Xem anh Mai kìa. Cái dành á, còn mấy mấy cộng nữa rồi. Kiểu cái dành á, anh Mai Mai đổ xe nó nhổ hết luôn. Nói được, cái đó được, cái nữa. Xem.